Hello, hello anh em. Hôm nay em sẽ chia sẻ với anh em cái bệnh của con K165K3000 Kia Tấn Tư K2700. Đó là cái bệnh này đây anh em ơi. Đấy, cái bệnh gãy trục của rô to nhá, rô to củ đề nhá. Đấy, bốc đấy. Đấy, thì anh em hãy tiến hành thay cái rô to củ đề. Đây. Đây là cái rô to mới anh em nhá. Thì bây giờ em sẽ tiến hành lắp nó vào đây. Anh em cùng chờ kết quả nhá. Sau khi đã bắt cái rô vào trong này thì nó sẽ như thế này đây anh em nhá. Rồi. Đây, sau khi đã lắp ráp xong cái này rồi thì ta tiến hành lắp tiếp cái bộ phận này vào nhá anh em nhá. Đấy, lắp tiếp vào. Cho ốc vào. Ok, anh em hãy cùng chờ kết quả nha. Đây, sau khi là đã lắp rô to và hoàn chỉnh rồi thì chúng ta bắt đầu đến tiến hành test nhé. Test ấy thì khi lúc trước ấy, cái này nó bị gãy là nó sẽ quay hai chiều nha anh em nhé, nhưng mà bây giờ là em đã thay rồi thì nó chỉ quay được một chiều thôi. Và đây là cái dây dơ le trợ đè này, nó sẽ đóng dơ le vào cái bánh răng, nó sẽ quay theo nhá. Rồi, vậy là mọi thứ đã ok nhá. Anh em hãy đăng ký kênh bên em để có những cái video hay em gửi tới anh em cùng xem nhá.